Có cua này cả nhà ơi. Có cua rồi. Em mình nói có cua này cả nhà. Ồ. Hello, xin chào cả nhà đã đến với kênh ẩm thực và du lịch sinh TV của mình nha. Lần này thì xin lại dẫn cả nhà đến một cái địa điểm mới nữa để mà mình trải nghiệm với lại mình xem thử coi mỗi một cái điểm mà xin tới coi thử cái chỗ đó cá như thế nào, với lại có những loại cá gì. Rồi sẵn là mình sẽ xem thử coi xung quanh đây có cái gì để mọi người cùng xem nha. Ở đảo mình rất là nhiều cảnh rất là đẹp luôn cả nhà. Đó, thì sẵn mình giới thiệu và đến cho cả nhà cùng xem biết luôn những cảnh vật ở đây ở đảo mình luôn ha cả nhà, rất là đẹp. Rồi bây giờ mình sẽ đi kiếm một chút củi để mà mình bỏ vô than nha, để chút nữa mình có cá bỏ vô đây. Giờ em mình nó đang đi lặn ở dưới cả nhà, đang đi lặn để coi chỗ này có cá, có ốc, có cái loại gì để mình xem ha cả nhà. Thôi giờ mình bắt đầu đi kiếm ít củi cả nhà. Có cua này cả nhà ơi, có cua rồi. Em mình nói có cua này cả nhà. Ồ, quá ok luôn. Biết cua này cua gì trời? Cua đỏ, cua đỏ. Hy vọng là nó chết rồi. Chết rồi. Chết đúng không? Em kéo đi. Đây. Chỗ này vừa trước kia con cơm nè. Chưa, cô biết vừa trước kia cậu con ơi. Ý, thấy còn sống nha. Sao hả? Ừ. Còn sống. Đừng một con cua cái nhà ơi. Trời ơi, cua này mà cái nhà biết không, cua mà nướng nó rất là ngon nha. Cua nướng rất là ngọt thật đó cả nhà. Thì dòng lát nữa mình nướng lên. Đừng có nướng kỹ quá cả nhà, nó sẽ không ngon. Ốp thịt dẹt. Này cả nhà, ở đây có một con cua nè cả nhà. Đó. Giờ mình sẽ đem đi tới cái lửa nha, để mình để đó đi lát nữa rồi nhiều mình sẽ nướng cả nhà xem nha. Đi thử cả nhà ơi. Giật em cua. Đã. Nè. Có cái bọc, lấy cái bọc con nữa được không? Con này được không? Con cá. Con cá hả? Còn mấy con tôm vậy? Cắt sát chắc nhỏ nhỏ thôi, ít tôm với thôi. Bỏ đây đi, bỏ đây đỏ đi. Rồi bỏ đây, giờ mình cắt đây đỏ đi. Để mình con cột với lại em cậu kia. Biên đi. Nó chạy ra, nó chạy ra. Dạ. Rồi cắt lấy ra đi. Đây nè. Rồi con cột lại nha, cột lại đi. Ok. Rồi cắt cái đó cho chắc ăn chút. Mình đẩy lửa vô xíu. Hy vọng là chút nó có than. Cái này, cái tre này mình sẽ để lại chút nữa mình là để mà mình chẻ ra. Rồi mình xiên cá. Xọ cá vô. Để có một cái củ nè, mình bỏ vô đây. Đó, để vô đây. Em mình dính cá mú cả nhà ơi. Em đang dính con cá mú rất là bự luôn. Bự không ta? Nhỏ cả nhà mình nhìn kỹ.
giờ mình đi tới chỗ cái nhà xem nha. Mũ gì, mũ cọp hả? Mũ cọp, mũ này mini cả nhà, vừa đủ quá. Được ha. Sai đó là gì, ok rồi. Ờ, gì được rồi nè. Thôi ông đi ơi. Ê, nhìn bờ tháo chứ để. Thôi ông nhìn thấy sống ngủ. Được thảnh bờ đi. Rồi. Rồi, làm mấy con hào luôn được em ơi. Cứ nhìn một gian đây. Đâu hả? Đây, đó kìa, đây bên đó kìa. Rồi. Cái nhà đây là một em cá mú cọp nha cả nhà. Giờ mình để đây đây chút nữa mình chờ thêm em mình đem thêm một ít cá ít cua lên đó nha. Em mình lấy cái dao đi xuống dưới lấy hào lên này. Ở đây có rất là nhiều hào luôn nha, với lại hào đá nữa. Đây. Giờ mình bỏ đây đi. Bỏ chung với con cua nè. À, ngon lành. Cái này để làm gì? Cái này có gì ta? Không, cái này để sọ cá chứ. Được được một em cua với lại một em cá đá nè cả nhà. Nhìn thấy không? Cua với em cá đá nè. À, đây là cá đá nha cả nhà. Để đây đi, giờ đi câu cá tiếp với nhà. Cả nhà ơi, mình vừa mới xỏ cá xong rồi cả nhà. Có thêm một em cua nữa, một chút nữa em mình nó sẽ đem cá lên coi thử như thế nào nha. Bây giờ mình sẽ đem đi nướng nha cả nhà. Rồi mình thưởng thức như đây nha. Ở đây thì chỉ có như đây quá. Giờ đi thôi cả nhà ơi. Hai người nè. Thank you.
là khách du lịch nha nhà. Họ thấy cái chỗ mình rất là đẹp, với lại họ ghé xuống đây và tắm trải nghiệm luôn. Quá trời mát mẻ luôn, giờ họ đi về đấy nha. Sắp chín rồi cả nhà ơi. À, một chút nữa thôi là sẽ chín rồi nè cả nhà. Cái chín rồi nè cả nhà, thấy không? Đó. Quá trời thơm luôn. Cua này mình sẽ không nướng lâu nha cả nhà. Nướng lâu là nó sẽ ốp thịt rất là dở luôn. Giờ mình nướng thêm một chút xíu nữa ha nhà. Lấy ra đây, đó, từ từ nóng nha. Còn lấy ra để từ từ nóng nha. Gần chín rồi cả nhà, chút xíu chín rồi cả nhà. Hàng này vừa đẹp luôn. Đồ cá rô nhìn đã ngon kìa. Con cua này cũng lấy ra sớm nè Bi. Chút nữa cỡ 1 phút qua đi, 1 phút rồi lấy ra. Đứng 1-2 phút nữa. Ốc dưới đây đâu mất tiêu kìa. Còn nữa không? Con cua bươi lên thôi. Rồi đem ốc tới rồi, ốc nóng cả nhà ơi, ốc này chín rồi, ui nóng dữ lắm cả nhà, nóng dữ lắm á. Rồi con cua này á mình xin lấy làm cái càng, mình xin lấy một cái càng còn này dài cho cháu tôi. Rồi con cầm đi, cá cầm đi, cá cầm, cá cầm, cá cầm nè, đưa cho mẹ. Cá đưa cho mẹ đây. Dạ. Trời ơi. Cá đi cho mẹ đi coi. Rồi cá đi cho mẹ đi. Sợ cua lắm nha ơi. Gớm chưa, gớm chưa. Đó. Rồi đó con. Dạ, nóng lắm nha ơi. Còn nóng nóng á. Chút nữa cặp đàng hoàng nha Bin. Hỏi em ơi, hỏi hoài. Anh nằm tay luôn cho ngon. Trời ơi, bổ quá hai nè. Cái gì? Trời ơi, bùm bổ hai nè. Đủ có hai phải không? Rồi ok, cái này mình cũng có thể dùng đũa để ăn cá đó nha. Cũng ngon nữa. Được chưa con? Nóng 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 quá. Chấm chấm. Chấm rồi nha. Mình quên đem hai cái chén theo. Nhưng mà có lá không được. Ây da, nóng nóng nóng. Đi nó thêm luôn hả? Ngon nha. Em cảm ơn sẵn. À. Để mạnh mạnh lên. Trời ơi. Ngon. Quá trời. Thêm con đi, phụ phụ cho nhẹ nha. Cho con này cho cậu đi. Rồi. Mấy con lên nướng ăn nha. À. Nướng ngon lắm cả nhà, ngon lắm. Mời cả nhà nha, thưởng thức cho mình cái món ốc này cả nhà. Ốc nướng, để coi thử ốc nướng nó khác như thế nào nha. Ôi, dài dài cả nhà ơi. Trời, bị dính đồ nghẹ cả nhà. Cái tay mình bị dính vô cục đá đây nha. Dính đồ nghẹ. Trời. Đẹp luôn. Ngồi qua nhà chút nữa mình xuống đây. Mình xuống đây cái mình lặn. Lặn thêm mấy con nữa mà đỏ vô than mình nướng tiếp. Con cá hả? Ốc nướng ngon kìa trời. Mình với cháu mình ăn cá nướng. Rồi thịt thơm ha. Rô mà cái rô thơm. Bẻ này đi, bẻ này ra đi. Ở đây thì vừa có cá mà vừa có ốc luôn đó nha. Nếu mà chịu đi bắt xung qua đây nè là nhiều đúng không nha. Hôm nay thì mình chỉ câu được như đây thôi. Tại vì mồi tôm hết luôn đó nhà, uổng quá. Giờ mình mời cả nhà nha. Để mình lấy giùm cậu cái da ra Bin. Cháu mình lúc nào cũng đi đồng hành với mình hoài, đi với mình để trải nghiệm ăn uống nữa nha. Cũng thích đi câu cá như đây ăn lắm, ăn hải sản lắm. Còn đây là con cá đá nha, để mình ăn con cá muống này xong rồi cái xây sẵn món này chơi cho cả nhà, cho mọi người cùng xem. Rồi thịt dao không ạ? Thịt dao này, lấy dao phải không? Cá đá thịt dao không? Dạ, vàng. Mà cái nhà nha. Hả? Con em, cá nhóc nè. Lấy
lấy cái đó cho gì cho gì qua đây luôn. Cái này thôi nha. Thôi giờ mình đưa cho nhỏ em mình ăn. Rồi, cảm ơn con nha. Cháu mình với mình ăn cái này đã nhiều rồi. Nè quay. Rồi đây. Ăn đi. Cái gì? Cái gì? Dạ, đi tắm nha. Thằng em mình đang đi bắt ốc đằng đó đó cả nhà. Biết là đằng đó có ốc nhiều không? Là hôm nay ốc cá nhiều quá. Em mình lặn chưa về nữa. Chậm miếng nữa ăn. Để xong dục đốt làm gì kìa. À, mà cả nhà nha. Thịt cá nướng này chỉ có nhiêu đây thôi cả nhà. Chỉ là ngon thôi nha. Thật đây. Quá ngon cả nhà. Mà cả nhà nha, ăn luôn cái đồng cả nhà. Dầu thịt vô, thịt có nướng nướng ngọt kìa. Rồi đó hả? Thôi mình xin kết thúc video tại nha. Cảm ơn cả nhà đã luôn theo dõi kênh ẩm thực và du lịch với mình nha. Lần sau thì mình sẽ cố gắng đi kiếm một cái cảnh là thật là đẹp với lại cá nhiều hơn để mời cả nhà cùng thưởng thức nha. Bây giờ tạm biệt cả nhà, bye bye. Giờ này thằng em mình nó về nữa nha, chắc cũng có đồng quýt rồi. Bây giờ mình xuống mình lặn nha. Nè, nướng này cho con ăn nha. Ăn cua không? Chứ con mẹ làm gì? Nướng này nướng miếng cua đang không? Qua nướng cho ăn nè. Ốc bị để vô bên đây. Chắc mình khỏi xuống biển quá nhà, mình tính xuống biển. Mà em mình đeo ốc bị về nhiều quá nha. Còn cho gọi miếng ơi. Nhiều không? Cua ốp rồi. Anh bình thường à, cầm mấy nước thôi chứ anh bình thường đó. Để cua lớn cho cháu đây. Cua ốp rồi. Cua ốp sập à. Rồi rồi. Chết à. Rồi mùa này cua đang bự rồi. Ốp sập anh ơi. Mùa này thắng cua luôn rồi. Này gì đầm đó. Đầm đó rồi, đầm này cua bằng cái nước á. Ê. Đầm. Này nhìn cái đang à. Đầm này bên treo là cái dạng anh hay. Cái sập à. Sướng không? Nó thằng két à. Ngon không? Phải rồi, mình lấy lên mình đâu có qua đâu dưới luôn rồi. Không rồi, không rồi. Cua gì ớp gì trời, nãy giờ mình lấy ông con ớp rồi. Về cho anh. Nè. Nãy nướng ăn ớp rồi.